bãi biển Thượng Hải xa hoa vàng sông nương theo từng bước sát cơ, mười dặm dương trường phồn hoa mê say, Bạch Dung Huyên sống lại một đời vì tìm ra hung thủ hãm hại mẫu thân, sát hại ca ca, bất đắc dĩ nữ cải nam trang trở lại tổ trạch tìm kiếm chân tướng. Tiểu thuyết máu chốt bắc chi hàng không đạn cửa sổ, bắt chi hàng TXT toàn tập đao loạt, bắc chi hàng chương mới nhất đọc. Chương 1 Giao thừa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 2 Trùng sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 3 Thân thích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 4 Gửi thư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Thư Bạch Dung Huyên đang âm thầm lên kế hoạch, đường học lỵ đã được nha hoàng hầu hạ vào cửa. Đường học lỵ và đường học bình cùng tuổi, chỉ nhỏ hơn cô mấy tháng. Bất quá nàng là một trong bốn nữ nhi của đại cửu cửu giống chương thị nhất, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, làn da trắng nõn mịn màng, một đôi mắt như doanh thu nước trước mắt nhu tình, cười rộ lên bên miệng còn có hai cái vòng lê nhật nhạt. Chị lỵ Đường học như vừa nhìn thấy cô, lập tức nhào tới ông lấy cô làm nũng, sao chị mới tới? Đã lâu rồi em không gặp chị. Chị cũng không biết nhớ em. Ôi! Bộ quần áo này của chị đẹp quá, làm lúc nào vậy? Mau cho em xem một chút. Đường học lị mặc một bộ quần áo màu xanh da trời, màu váy hơi nhạt một chút, viền váy cổ áo đều theo hoa lê nhỏ nhưng tinh xảo. Cô cười cười, điểm tráng đường học như nói, sao lớn hơn một tuổi, còn ầm ý như vậy. Đường học như bất mãn biểu môi, sao mỗi người thấy tôi mở miệng là giáo huấn? Đường học lì cẩn thận nhìn vẻ mặt Bạch Dung Huyên, nghe nói cô bị bệnh, bây giờ đã khá hơn rồi. Bạch Dung Huyên vội vàng lắc đầu, cũng không biết tại sao lại tái phát bệnh, lúc này uống hai bộ canh dược, đã tốt hơn nhiều rồi, lì tỷ ngươi không cần lo lắng. Lại phân phó Thúy Bình dọn ghế cho nàng. Nhà Hoàng Xuân Nhi của đường học lì không đợi Thúy Bình động, liền vội vàng chuyển ghế tới. Đường học lị ngồi xuống, nắm tay Bạch Dung Huyên nói, vẫn gầy, trong nhà tôi có tổ yến cha mang về từ bên ngoài, lát nữa tôi bảo người đưa tới, cô bồi bổ thân thể cho tốt. Ôi, chị lị, chị còn có thứ tốt như tổ yến, còn gì khác không? Đường học như lại gần hỏi. Đường học lị nói. Cũng chỉ có một chút xíu, cũng không nhiều. Bạch Dung Huyên vội vàng muốn biết tin tức của tương thị, vội vàng hỏi, lị tỷ đi cùng ai? theo phụ thân ta. Đường học lị nói, hôm qua mới nhận đồ dùng tế tổ, hôm nay nhanh tới bái kiến lão phu nhân, ngày mai còn không biết có chuyện gì. Năm nay thật sự bận rộn, cũng không thoải mái tự tại như ngày thường. Không đợi Bạch Dung huyên hỏi, đường học như đã tò mò hỏi, tướng Di Nương không đi cùng sao? Đường học lị sửng sốt, trong ánh mắt hiện lên vẻ không được tự nhiên, thân phận của bà ấy như vậy, sao lại đến đây bái kiến lão phu nhân? trước khi ra cửa phụ thân lại đề nghị bà ấy cùng tới đây tốt xấu gì cũng dập đầu với lão phu nhân cũng quen thuộc với thím nhỏ về sau cũng dễ đi lại nhưng vì tương nói đợi đến tháng giêng bà ấy lại đến nhà dập đầu cho nên phụ thân đành phải mang theo con và vinh ca tới đường học như ở một bên biểu môi gật đầu tướng di nương này cũng coi như biết điều hiểu chuyện bạch dung huyên lại biết đây chẳng qua là thủ đoạn trước khi tương thị đứng vững mà thôi nàng nhìn đường học lị hai mắt lời khuyên bảo nàng phải phòng bị tương di nương đến bên miệng vẫn bị nuốt trở lại. Lúc này nói đến những thứ này, chẳng những lị tỷ sẽ không tin tưởng, nếu như truyền tới tương thị nơi đó, lấy nàng làm người, chỉ sợ sẽ lập tức cảnh giác, nói không chừng còn có thể vì mình đưa tới phiền toái không cần thiết. Bạch Dung Huyên do dự nên nhắc nhở chị lị cẩn thận như thế nào, mẹ ngô vội vàng đi vào, lị tiểu thư, đại lão gia phải về, đang tìm cô đây. Đường học lị vội vàng đứng lên sao vội thế? Em mới ngồi một lát. Vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc. Năm ngoái đường Sùng Châu đều ở phòng hai dùng cơm trưa xong mới trở về. Dì Ngô cười giải thích, Vinh Thiếu Gia không biết làm sao, khóc không ngừng, đại lão gia bị cậu ta làm cho không có biện pháp, đành phải về sớm. Phụ thân từ trước đến nay nuông chiều đứa con trai duy nhất này. Đường học lì đỏ bừng mặt gật đầu, dặn dò Bạch Dung Huyên dưỡng bệnh cho tốt, mấy ngày nữa lại đến thăm cô, lại dặn dò đường học như lớn hơn một tuổi phải biết chút chuyện nhất thiết không thể hồ nháo như trước nữa lúc này mới lưu luyến không rời cáo từ rời đi bạch dung huyên còn đang bệnh không có biện pháp xuống giường tiễn khách đành phải để đường học như tiễn đường học lỵ ra cửa chờ đến khi đường học như trở về lại còn kéo đường học như tới đường học thuyên không hiểu sao nhìn cô em gái khiến mình vô cùng đau đầu này em lại làm gì vậy cái gì mà không thể từ từ nói cứ phải lôi lôi kéo như vậy, lại đánh giá Bạch Dung Huyên vài lần, sao em vẫn ốm yếu. Không đợi Bạch Dung Huyên nói chuyện, đường học như đã tò mò hỏi, anh Vinh kia xảy ra chuyện gì? Vô duyên vô cớ sao lại khóc trống lên chứ? Đường học thuyên không nói gì liếc mắt, ta cho là đại sự gì, ngươi vì cái này sao? Cũng không phải đại sự gì ghê gớm, Vinh ca nhìn trúng một cái bày biện trong phòng tổ mẫu, âm ý muốn, nếu là cái khác thì thôi, nhưng vật kia là tổ phụ năm đó tặng cho tổ mẫu, tổ mẫu luyến tiếc, Vinh ca không chịu buông tha, liền náo loạn. Thiếu gia duy nhất của trưởng phòng, cư nhiên ở trước mặt hạ nhân lăn lộn trên mặt đất, thật sự là ngay cả người đàn bà chanh chu phố phường cũng không bằng. Đại bá phụ làm sao còn mặt mũi lưu lại ăn cơm, vẻ mặt xấu hổ trở về. Đường học như cười trộm hai tiếng, chỉ sợ không phải tổ mẫu luyến tiếc, mà là không muốn cho đi dù sao đường lão phu nhân và hoàng thị không muốn gặp tương thị và vinh ca cũng không phải là bí mật gì mỗi lần đường sùng chu mang theo đường học vinh hiến bảo vật đến trước mặt đường lão phu nhân và hoàng thị đều không chiếm được sắc mặt tốt đẹp gì nói bậy bạ gì đó đường học thuyên trừng mắt nhìn em gái chỉ có em nói nhiều hắn là trưởng tử trong nhà lại đi theo phụ thân ở trong cửa hàng bận rộn vài ngày so với trước kia ổn trọng thành thục hơn rất nhiều bất quá trong phòng không có trưởng bối hắn cũng nhìn không được phun tào nói nói thật vinh ca này thật không giống như là hài tử đường gia chúng ta bộ dạng kẻ trộm mắt chuột không nói người cũng không học vấn vô thuật vừa rồi nghe đại bá phụ nói vinh ca đã tức giận hai tiên sinh đến bây giờ người khác vừa nghe muốn đi dạy học cho trưởng phòng đường gia cũng không có tiên sinh nguyện ý đến thiên đại bá phụ còn coi chuyện cười này mà nói thật không biết đó là đầu thiếu gia nghĩ như thế nào có thể đơn thuần cảm thấy hành vi của con trai chỉ có thể xem như nghịch ngợm đáng yêu đi bất quá lời nói của đường học thuyên vẫn làm cho bạch dung huyên mất hồn nàng còn nhớ rõ bộ dáng đường học vinh khi còn bé ánh mắt vừa nhỏ vừa dài bộ dáng kia thấy thế nào cũng giống như là hồ ly không giống chút nào với người đường gia chẳng lẽ là theo tướng thị nhưng mặc cho bạch dung huyên nhớ lại như thế nào nhưng thủy chung không nhớ nổi bộ dáng tương thị đường học thuyên ngồi một lát lại muốn theo cha đến cửa hàng xem thử. Mấy năm trước cửa hàng trà Đường Gia phải đợi qua 15 Tết Nguyên Tiêu mới có thể mở cửa, hiện giờ làm ăn khó khăn, mùng 2 tháng giêng liền đốt pháo khai trương, có vài khách nhân đi thăm người thân bạn bè sẽ tặng chút trà làm lễ vật. Chờ hắn đi rồi, Bạch Dung Huyên liền hướng Đường Học Như hỏi thăm, người biết Tướng thị trông như thế nào không? Đường Học Như cố gắng nhớ lại một phen, cuối cùng nói, chỉ là một người phụ nữ thôi. Bạch Dung Huyên nhất thời có loại cảm giác hỏi nhầm người. Đợi đến buổi tối, Bạch Dung Huyên bên này do ngô mụ cùng Thúy Bình Hầu Hạ vừa uống thuốc xong, đường thị cùng Hoàng thị liền tới thăm nàng, thấy sắc mặt nàng tuy rằng vẫn trắng đến không có huyết sắc, nhưng tinh thần không tệ, nói cũng nhiều hơn, lúc này mới yên lòng. Đúng lúc một tiểu nha hoàng tên là Tam Hỷ cầm một cái túi da trâu không lớn đi vào, phu nhân, thôi mà mà nói đây là lì tiểu thư nhờ người đưa tới, chỉ rõ muốn cho huyên tiểu thư là cái gì nha? Hoàng thị nhận lấy, mở ra xem, lại là một bao tổ yến nhỏ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng phẩm chất lại tốt. Hoàng thị cười giao cho ngô mụ, cất kỹ cho tiểu thư các ngươi, lát nữa hầm một ít bồi thân cho nàng. Ngô mụ vội vàng cẩn thận nhận lấy nâng ở trong tay, tự như sợ bị gió thổi đi. Đường thị không hiểu, tổ yến này chỉ sợ không rẻ, sao lại đưa đến đây? Bạch Dung Huyên giải thích, Sáng nay lì tỷ cùng đại cửu cửu tới dập đầu với ngoài tổ mẫu. Nghe nói ta bị bệnh cố ý tới thăm, liền nói trong nhà nàng có chút tổ yến, muốn đưa cho ta điều dưỡng thân thể. Lúc ấy bất quá thuận miệng nói, ta cũng không có để trong lòng, không nghĩ tới nàng còn nhớ kỹ. Học lỵ là một đứa trẻ ngoan hiếm có. Hoàng thị không khỏi cảm khái nói, nàng chỉ nhỏ hơn học bình mấy tháng, học bình năm nay sẽ xuất giá, hôn sự của nàng còn chưa có bóng dáng đâu. Hôm nay tương thị vào cửa đại ca lại mềm tai, ta thật lo lắng hắn mơ mơ hồ hồ liền đem học lị gã đi. Tương thị không phải người nhiều chuyện, người không cần suy nghĩ nhiều. Đường thị tự nhiên không biết bộ mặt thật của tương thị, còn đang thay nàng nói chuyện, đại ca tuy rằng không có chủ ý gì, nhưng hôn sự của mấy hài tử trước cũng không xảy ra sai lầm gì lớn, học anh, học phân, học liên gã coi như tốt, cuộc sống cũng trôi qua náo nhiệt. Đó không phải là công lao của hắn, là linh hồn của tẩu tử trên trời phù hộ cho mấy hài tử đáng thương này hoàng thị đau lòng nói người có thể được nàng gọi là chị dâu đương nhiên chỉ có chương thị đã mất cứ như vậy qua mười lăm nhà nhà đều tắt đèn thân thể bạch dung huyên một ngày tự như một ngày đã có thể tản bộ dưới sự dìu đỡ của mẹ ngô đương thị và hoàng thị vì bệnh của nàng mà lo lắng một tháng giêng lúc này cuối cùng cũng chân chính yên lòng bạch dung huyên liền cùng hoàng thị thương lượng cửu mẫu thân thể con đã tốt hơn nhiều, liền đem Thúy Bình trả lại cho Bình Tỷ đi, nàng còn phải theo đồ cưới, bên người không có người đắc lực thì không được. Đường gia nhị phòng không tính là nhà đại phú, hạ nhân cũng không nhiều, ngoại trừ người gác cổng cùng một lão quản sự dẫn hai gã sai vặt trong nhà hậu viện ra, hậu viện chỉ có mấy lão ma ma hầu hạ bên người, về phần nha hoàng cũng chỉ có Thúy Bình, Tam Hỷ, Xuân Đào cùng một người tuổi còn nhỏ gọi là Tiểu Viên. Tiểu Viên còn không giúp được gì, chỉ có thể chạy chân truyền lời. Thúy Bình tuổi sắp xỉ đường học Bình, từ nhỏ đã vào đường gia, cũng coi như biết rõ ngọn ngành, năm nay đường học Bình xuất giá, hoàng thị và đường lão phu nhân thương lượng, muốn Thúy Bình làm nha hoàng hồi môn đi theo. Đường gia là nhà tích thiện, Thúy Bình mặc dù là hạ nhân, nhưng đường lão phu nhân vẫn gọi nàng đến trước mặt hỏi ý tứ của mình, cha mẹ Thúy Bình mất sớm, là bị người ta bán cho đường gia. Mấy năm nay người đường gia đối với nàng vô cùng tốt, không giống người khác động một tí là đánh chửi hạ nhân tính cách đại tiểu thư mềm mại là một người tốt khó có được bởi vậy nàng cam tâm tình nguyện muốn đi theo đường học bình bạch dung huyên và đường học như từ nhỏ bên cạnh đã không có nha hoàng cố định một người do mẹ ngô chiếu cố một người do mẹ thôi chăm sóc lúc này đây bởi vì bạch dung huyên sinh bệnh tam hỷ cùng xuân đào tuổi còn nhỏ đường lão phu nhân lo lắng ngô mama lại muốn hầu hạ đường thị lại muốn chiếu cố bạch dung huyên bận rộn liền tạm thời điều Thúy Bình tới. Hôm nay thân thể Bạch Dung Huyên thấy tốt, Hoàng thị cũng lo lắng đồ cưới của nữ nhi, liền gật đầu đáp ứng. Chờ qua ngày 2 tháng 2, thân thể Bạch Dung Huyên đã khá hơn không bao lâu, ca ca Bạch tu trị của nàng từ năm kinh gửi thư tới. Hết chương này. Chương 5 Cứu vớt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 6 lên lớp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 7 Cùng nhau thì Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 8 Lỗ mãn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 9 khăn tay. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 10 Chủ ý Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Ý tưởng đường lão phu nhân cả đời này tổng cộng dưỡng dục ba hài tử, ngoại trừ trưởng tử đường tung chu cùng đường thị gã đến Bạch Gia ra còn có một trưởng nữ. Khi ngoại tổ phụ của Bạch Dung Huyên còn sống, liền làm chủ gã nàng đến Đổng Gia Tô Châu lúc ấy động gia còn chưa phát tài cùng đường gia chỉ có thể miễn cưỡng xem như môn đăng hộ đối sau khi đại đường thì gả đi động gia không bao lâu liền thuận theo thời đại mở xưởng dệt bởi vì vật đẹp giá rẻ chất lượng lại nổi tiếng trong đồng loại rất được thương gia hai vùng tây nam tây bắc yêu tha thiết chỉ dùng không đến hai năm đã làm giàu chỉ tiếc đại đường thì phúc bạc sinh hạ một nữ nhi không bao lâu liền bệnh chết đây vẫn là nỗi đau trong lòng đường lão phu nhân người đường gia ở trước mặt nàng rất ít nhắc tới đại đường thị e sợ chọc cho nàng khổ sở đổng ngọc hào chính là con gái của đại đường thị nàng tuy rằng thân thế đáng thương mất mẹ khi còn nhỏ nhưng có một tổ mẫu cực kỳ yêu thương nàng đổng gia lão phu nhân biết nhi tử còn trẻ không có khả năng không tái huyền e sợ sau này cưới vợ đối với đổng ngọc hào không tốt liền đem nàng vẫn mang theo ở bên người mình giáo dưỡng mọi chuyện tự mình làm quả nhiên là ngậm ở trong miệng sợ tan nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã. Cũng là bởi vì như thế, chẳng những đổng lão gia tục huyền cùng di nương đối với đổng Ngọc Hào phải đánh giá cao, trưởng quỷ đổng gia, hạ nhân đối với đổng Ngọc Hào càng là tôn kính vạn phần, là thiên chi kiều nữ trong mắt Bạch Dung Huyên. Đường lão phu nhân vẫn gặp qua đổng Ngọc Hào khi còn bé một lần, trong nháy mắt hơn 10 năm đã trôi qua, cũng không biết cháu ngoại nữ này lớn bao nhiêu tuổi, bộ dáng có giống đại đường thị hay không, trong lòng vạn phần nhớ thương cháu ngoại nữ này sau khi nhận được thư của đổng gia nói đổng ngọc hào muốn tới hàng châu thăm mình liền kích động đến tột đỉnh nước mắt tuôn đầy mặt bạch dung huyên cẩn thận hồi tưởng một chút cô nhớ đổng ngọc huyên lớn hơn đường học bình một tuổi nhưng gã muộn hơn đường học bình hình như là năm thứ hai sau khi anh trai qua đời mới gã đi thiên tân đổng lão phu nhân tuy rằng thập phận luyến tiếc cháu gái bảo bối này gã xa nhưng vì nàng chọn vị hôn phu cũng là vạn dặm chọn một khâu gia thiên tân đóng thuyền lập nghiệp trước kia chuyên chế tạo quân hạm cho thủy sư triều đình, sau đó thay đổi bất ngờ, triều đình nghiêng ngã trong cách mạng, chính phủ bắt đầu đương đạo, khâu gia thấy gió đổi chiều, thuận theo thời cuộc, lập tức mở nhà máy, chỉ đóng thuyền cho thương hộ vùng duyên hải Phúc Kiến, Quảng Châu, hiện giờ gia đại nghiệp lớn, một phương phú giác, hết sức trung minh đỉnh thực. Kiếp trước Bạch Dung Huyên ở Thượng Hải không nổi nữa, đi thiên tân cũng là vì nương tựa đổng Ngọc Thuyên đến nay cô vẫn còn nhớ rõ lúc đến thiên tân trời đang mưa to tầm tã, cô và mẹ ngô cả người ướt sũng đứng trước cửa lớn khâu gia, bị hạ nhân gác cổng nói này nói nọ chỉ rõ, qua hồi lâu mới nhìn thấy Đổng Ngọc Hào. Lúc ấy nàng đang mang thai, mang thai, một đám mẹ già cùng nha hoàng vây quanh đi tới cửa lớn, cùng Bạch Dung Huyên nghèo túng bất đồng, nàng sống an nhàn sung sướng, mưa tuy rằng lớn, nhưng trên người nàng từ trên xuống dưới cư nhiên ngay cả một điểm máu chốt cũng không có. Đổng Ngọc Hào từ trên cao nhìn xuống Bạch Dung Huyên, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, qua một lát mới thở dài, Dung Huyên, sao con lại sống như vậy? Đúng rồi. Sao cô lại biến cuộc sống thành như vậy? Vấn đề này sau đó nàng đã tự hỏi mình vô số lần, nhưng Thủy Chung cũng không tìm được đáp án. Khoảng thời gian ở Thiên Tân, Đổng Ngọc Thuyên sắp xếp cô ở một điền trang có phong cảnh rất đẹp ở ngoại ô Thiên Tân của Khâu Gia, còn đặc biệt gọi mấy bà mẹ tâm phúc tới hầu hạ, chi phí ăn mặc không chỗ nào là không tận tâm trước khi đi bắc bình đổng ngọc tô nhận được tin tức không để ý sắp sinh vẫn chạy tới khuyên can nàng chuyện đã đến nước này nàng cũng nên buông tay chấp niệm quá sâu chung quy hại người hại mình dung huyên nàng nghe lời ta trở về hàng châu đi cậu và bà ngoại đều nhớ thương nàng nàng trở lại bên cạnh bọn họ do bà ngoại làm chủ chọn cho nàng một gia đình tốt sau này sống thật tốt cuộc sống của mình đừng nghĩ chuyện trước kia nữa trong những năm tháng cuối cùng ở Bắc Bình, Bạch Dung Huyên không phải chưa từng hối hận, cô cũng từng nghĩ tới, nếu nghe theo Đổng Ngọc Huyên, có phải cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn khác hay không? Nhưng mà cô vẫn dứt khoát kiên quyết đi Bắc Bình, vì không muốn bị Đỗng Ngọc Thuyên phát hiện, cô thậm chí là cùng mẹ ngô lặng lẽ rời đi trong đêm, chỉ để lại cho Đỗng Ngọc Thuyên một tin nhắn. Không nghĩ tới kiếp này cư nhiên sẽ sớm gặp được Đổng Ngọc Hào. Bạch Dung Huyên vắt hết ốc hồi tưởng. Thủy Chung không có ký ức kiếp trước Đổng Ngọc Hào tới thăm ngoại tổ mẫu. Kiếp trước lúc này ca ca còn khỏe mạnh, nàng cũng an ổn sinh hoạt tại đường gia, nếu như Đổng Ngọc Hào đã tới, nàng không có khả năng sẽ quên. Đại khái là sống lại một đời, rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh biến hóa đi. Ngoại tổ mẫu khóc trong chốc lát, dưới sự trấn an của Hoàng thị và Đường thị đã ngừng nước mắt, người lớn tuổi, nước mắt này cũng không đáng tiền, nói xong là rơi. Tìm cớ cho sự thất thố của mình. Chúng ta đều biết ngày đây là nhớ ngoại tôn nữ. Hoàng thị ở một bên cười nói, Động gia trong thư nói khi nào thì đến chưa? Chúng ta cũng nên chuẩn bị trước một chút. Đường lão phu nhân cũng phục hồi tinh thần lại, đem thư đưa cho Hoàng thị, cũng không có nói, Ngọc Hào từ nhỏ đi theo bên cạnh Đổng lão phu nhân, nàng hiếm khi đi xa nhà, nói vậy Đổng lão phu nhân cũng sẽ có an bài, sẽ không quá mức tùy ý, trước khi Ngọc Hào xuất phát, đại khái sẽ phái quản sự trong nhà tới chào hỏi hoàng thì gật đầu lia lịa vậy là tốt rồi phòng trống trong nhà không nhiều lắm có cần thuê một khách sạn hay không đến lúc đó người đến cũng có chỗ an trí đường lão phu nhân nói ngọc trào nhất định phải ở nhà phòng của trị ca vốn phải thu dọn xong chờ trung thu hắn trở về ở không bằng bây giờ bắt đầu thu xếp ngọc trào đến phòng trị ca ở trước về phần hạ nhân đổng gia thuê một gian khách sạn chiêu đãi đi tốt nhất cũng không nên rời nhà quá xa miễn cho hai đầu chạy tới phiền toái. Hoàng thị luôn miệng đáp ứng, vậy ngày mai tôi sẽ nói cho anh Tư một tiếng, bảo anh ấy đừng đến cửa hàng hỗ trợ, trước tiên tìm công nhân dọn dẹp phòng, hôm trước tôi cố ý đi qua xem qua, tường trong nhất định phải sơn lại, bên ngoài cũng phải sơn lại một lần nữa, thêm vài món đồ dùng mới là được. Đường lão phu nhân ừ một tiếng, cũng không cần quá mức phiền toái, cho dù chúng ta dở nhà đi xây lại, chỉ sợ cũng kém đổng ra một góc con không chê mẹ xấu chó không chê nhà nghèo mặc kệ nói thế nào đây là nơi mẹ cô ấy sống đường gia cũng chỉ có năng lực lớn như vậy ngọc hạo sẽ không soi mói hoàng thị liên tục gật đầu nhưng nàng vốn là người nuông chịu hài tử một lòng chỉ muốn cho đứa cháu gái đã lâu không gặp này điều tốt nhất bạch dung huyên ở một bên suy nghĩ một chút vẫn ngắt lời nói theo ta thấy nếu là đi thuê một gian khách sạn còn không bằng thuê một gian nhà thì tốt hơn Thứ nhất khách sạn người đến người đi chỉ sợ người đổng gia ngại náo loạn không quen, thứ hai cũng có vẻ đường gia chúng ta quá mỏng manh, làm cho đổng gia xem nhẹ. Thuê một gian nhà, chúng ta không đi nói, người đổng gia còn có thể đi hỏi thăm đây có phải là phòng ở của đường gia hay không. Đường lão phu nhân nghe xong ngẩn ra, có chút do dự trầm tư. Hoàng thị cùng đường thị trao đổi một ánh mắt, đường thị không tán thành cách làm của nữ nhi, ta lại cảm thấy nương nói rất đúng, loại mặt mũi này, không làm cũng được. Bạch Dung Huyên giải thích, cũng không hoàn toàn là vì mặt mũi, cũng là vì có vẻ coi trọng biểu tỷ. Khách sạn dù tốt thế nào cũng không bằng ở nhà thoải mái, huống chi hiện tại khách sạn tốt một chút bao trọn cũng chưa chắc trẻ hơn so với thuê nhà, không tin các ngươi để cho vĩ ca đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Hoàng thị nghe xong trong lòng khẽ động. Đổng gia mấy năm gần đây phát triển rất tốt, thành Hàng Châu rất nhiều cửa hàng vải đều lấy hàng ở Đổng gia mấy vị lão gia động gia lại thập phần có khả năng làm ăn vô cùng náo nhiệt. Hoàng thị đến tuổi này đã sớm không trông cậy vào đường gia đại phú đại quý, chỉ là con cái của mình cũng dần dần lớn lên. Nếu có thể cùng động gia giao hảo, nói không chừng về sau gặp nạn cũng có một trông cậy. Bởi vậy nàng liền đối với động ngọc hào lần này đến càng thêm để ý. Hoàng thị nói: Ta cảm thấy ý nghĩ này của dung huyên rất tốt, bằng không chờ lão gia trở lại, ta cùng hắn thương lượng một chút ta cả ngày chỉ biết xoay quanh nồi niêu nào biết bên ngoài như thế nào à lão gia quanh năm ở bên ngoài khẳng định có kiến thức hơn ta con dâu coi trọng con trai đường lão phu nhân tự nhiên cao hứng gật đầu đáp ứng đợi đến buổi tối đường tung chu từ trong tiệm trà trở về hoàng thị liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói đường tung chu chẳng những tán thành ý nghĩ của bạch dung huyên còn đáp ứng tự mình đi thuê nhà cuối cùng còn không quên khen ngợi nói dung huyên đứa nhỏ này thật sự là lớn rồi cũng có chủ ý về sau để như nhi đi theo nàng nhiều hảo hảo học tập tuổi cũng không còn nhỏ cả ngày điên điên khùng 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 có thể làm sao được vừa nhắc tới đường học như hoàng thị liền đau đầu nàng dứt khoát không nói chuyện cùng trượng phu nói đến chuyện đổng ngọc hào sau khi đến chiêu đãi như thế nào trong việc này đường tung chu không có chủ ý gì để hoàng thị tự mình xử lý còn nhắc nhở nàng nếu có gì không nghĩ tới có thể đi hỏi ý kiến của bạch dung huyên hoàng thì nghĩ đến bạch dung huyên gần đây xử sự, sự càng ngày càng có thể thống đã có bộ dáng đại nhân lập tức liền đồng ý bạch dung huyên chính là từ trong miệng đường học như biết được cậu đang hỏi thăm chung quanh nhà ai có nhà cho thuê ý nghĩ của mình được cửu cửu khẳng định bạch dung huyên thập phần vui vẻ tươi cười không tự chủ liền bò lên khóe miệng ngược lại đường học như ở một bên chu cái miệng nhỏ nhắn mẹ em còn bảo em theo anh học nhiều một chút sau này ít hồ đồ anh nói xem gần đây em an phận hơn hồ đồ lúc nào bạch dung huyên trực tiếp cười ra tiếng tức giận đến mức đường học như muốn giáo huấn nàng hai người đang ầm ĩ thẩm nương tử vẽ mặt nghiêm túc đi vào lúc này mới làm cho tình cảnh yên tĩnh lại sau khi nói xong nữ giới thẩm nương tử bắt đầu giảng liệt nữ truyện bạch dung huyên không thích thái độ làm người của thẩm nương tử lại bởi vì kiếp trước đã nghe qua một lần bởi vậy tiết học cũng nghe không nghiêm túc không quá hai ngày hoàng thị tới tìm bạch dung huyên thương lượng chuyện nên đón đổng ngọc huyên bạch dung huyên tò mò hỏi đổng gia đã định ngày tốt khi nào biểu tỷ tới hoàng thị nói thư sáng nay vừa gửi tới nói là qua tết đoan ngọ sẽ xuất phát từ tô châu đến hàng châu ngồi thuyền đi kênh đào rất nhanh ta tính toán ngày này cũng gần rồi không biết nhà của cửu cửu ngươi thuê thế nào rồi nhà đường tung chu thuê rất không thuận lợi nhà cố ý cho thuê không phải giá quá cao thì là cách đường già quá xa không tiện, hắn lại chưa từng làm chuyện như vậy, trong lúc nhất thời không thể nào xuống tay, có chút thất thần vô chủ, âm thầm hối hận lúc trước không nên đáp ứng chuyện này. Vẫn là con trai đường học thuyên nhắc nhở hắn, nếu thật sự không được thì kéo dài người quen, lúc này hắn mới truyền ra tin tức mình muốn thuê một gian nhà. Không bao lâu sau đã có người đến nhà nói cho hắn biết Lưu Gia chỉ cách đường Gia hai con phố muốn cả nhà dời đến trường xa bởi vậy muốn bán nhà đi đường tung chu nhất thời còn chưa kịp phản ứng lưu gia lưu gia nào lão khách hàng kia cười nói ngươi cũng là hộ đồ chính là lưu gia tổ tiên từng xuất hiện một đời cử nhân kia đường tung chu nhớ lại nhà hắn thì không được rồi nhà là do tổ tiên truyền xuống chiếm diện tích không nhỏ chỉ sợ giá cả cũng không rẻ đi nhà bọn họ sống ở hàng châu nhiều năm sao đột nhiên nghĩ đến việc dời đi gấp gáp như vậy chỉ sợ giá cả cũng không đề cập tới huống chi hắn bán đứng tôi là thuê hoàn toàn không đúng đường lão chiếu cố kia biết đường tung chu là một người thành thật từ trước đến nay rất ít hỏi thăm chuyện nhà người khác bởi vậy nhiệt tình giải thích đường huynh huynh có điều không biết lưu gia ỷ vào bóng mát của tổ tiên rất là nở mày nở mặt một thời gian chỉ có điều hậu nhân cũng không phải tài liệu đọc sách con đường làm quan cũng không hề tiến triển không có biện pháp liền cùng người bên ngoài hợp cổ làm ăn trên biển cũng nên nhà bọn họ gặp vận cướp chó mấy năm đầu đồ chơi nước ngoài còn rất mới lạ vận chuyển từ nước ngoài trở về thuyền vừa cập bờ liền bị các đại thương hành cướp sạch lưu gia ỷ vào tầng quan hệ này nhưng là vớt không ít dầu chỉ là trời có bất trắc mua bán nhà ai cũng không phải thuận buồm xuôi gió thuận nước làm gần đây ngươi có hay không nghe nói đoạn thời gian trước quảng châu bên kia có mấy chiếc thương thuyền bị đại pháo đánh chìm trong đó còn có nhà hắn chiếm cổ phần thuyền. Lão khách hàng nói tới đây, có chút thổn thức thở dài, một chiếc thuyền, ngay cả thuyền mang hàng ít nhất cũng là hơn vạn đồng bạc, lưu gia bồi thường cái đấy, lúc này mới vội vã đem tổ trạch rời tay, hảo đi lấp bên kia lỗ thủng. Đường tung chu nghe xong sửng sốt, hảo hảo thương thuyền như thế nào lại bị đại pháo kích trúng đâu. Cũng không phải quân thuyền. Chẳng lẽ chuyện này sẽ không giải quyết được gì, không ai hỏi đến là ai phóng pháo kích chim cấp trên chính phủ tại sao không hạ lệnh đi điều tra lão khách hàng nghe xong nở nụ cười đường huynh ngươi ngẫm lại hiện nay có người nào làm quan không phải quan hệ quần chúng bảo vệ lẫn nhau chuyện này đến bây giờ cũng không có lộ ra ngoài trên thực tế chính là bị cấp trên đè xuống lưu gia có mấy cái đầu dám đi hỏi trách trừ phi bọn họ không muốn sống ta ngược lại nghe người ta nói hắn vừa nói vừa đè thấp thanh âm tiến đến bên tai đường tung chu nói, đại thiếu gia Lưu Gia lúc này đã bị giam ở Thượng Hải, chỉ cần Lưu Gia dám có dị động, đứa con trai này liền không giữ được. Đường tung chu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thế đạo này làm gì còn vương pháp công chính. Hết chương này.